Chúng ta vừa nghe ba bài Kinh Thánh, và ba bài này đã được chọn để công bố trong dịp lễ Thánh Phêrô và Phaolô. Vì thế cho nên chúng ta cố gắng bắt được cái ý chính giúp cho chúng ta suy niệm và sống. Đức Thánh Cha cũng đã gợi ý là mỗi một bài chúng ta cũng chỉ cần nhớ lại một từ mà thôi. Chúng ta gọi là cái từ chìa khóa, tức là nó là cái chìa khóa mà có nó chúng ta sẽ mở cánh cửa ra và chúng ta sẽ khám phá ra cái nội dung ở bên trong. Chúng ta đi từ bài Phúc Âm. Ở nơi này, cái từ chìa khóa tức là tuyên xưng. Lúc bây giờ Chúa Giêsu hỏi các môn đệ: người ta nghĩ về Ngài là ai? Nhưng Ngài xem ra cũng không quan tâm lắm câu trả lời của các tông đồ, mà Ngài lại hỏi thêm: còn anh em bảo Thầy là ai? Và Thánh Phêrô đã trả lời: Thầy là Đấng Kitô, con Thiên Chúa hằng sống. Câu trả lời của Thánh Phêrô cũng có ý nói rằng Thầy chính là Đấng Messia mà người ta mấy lâu nay trải qua bao đời hằng mong đợi. Thầy là Thiên Chúa hằng sống, Thầy là chính Chúa của cuộc sống chúng con. Hôm nay trong ngôi nhà thờ này, Chúa cũng lại hỏi mỗi một người trong chúng ta, mỗi người, và đặc biệt là Chúa hỏi anh em linh mục chúng tôi. Đây là một câu hỏi mang cái tính cách quyết định. Thầy là ai đối với con? Thầy có còn là Chúa của đời sống của con? Thầy có còn là lòng mong ước của tâm hồn con? Thầy có còn là lý do cho niềm hy vọng của con? Thầy có còn là nền tảng của niềm tin không thể lay chuyển được của con không? Và cùng với Thánh Phêrô, chúng ta hôm nay cũng hãy đổi mới sự chọn lựa đời sống của chúng ta để thật sự trở nên người môn đệ và người tông đồ của Chúa Giêsu. Nếu chúng ta đi từ bài đọc 2, trích thư của Thánh Phaolô gửi cho Timôthê, thì cái từ chìa khóa chính là sự bách hại. Phêrô và Phaolô đã đổ máu mình vì Đức Kitô, nhưng toàn thể cộng đoàn tiên khởi cũng kinh nghiệm sự bách hại, như sách Tông đồ Công vụ cũng vừa nhắc chúng ta. Ngày nay cũng vậy, ở nhiều nơi trên thế giới, thường là trong sự âm thầm, nhiều Kitô hữu đã bị gạt ra bên lề, bị phỉ báng, bị phân biệt đối xử, trở nên đối tượng của bạo lực và thậm chí của cái chết. Ở đây Thánh Phaolô tông đồ đã nói Ngài sắp phải đổ máu ra làm lễ tế. Đối với Ngài, sống là Đức Kitô, mà là Đức Kitô chịu nạn, Đấng đã chịu chết vì Ngài. Là một môn đệ tín trung,
Thánh Phaolô đã đi theo Thầy và cũng đã hiến dâng mạng sống cho Thầy. Ngoài thập giá thì không có Đức Kitô. Nhưng ngoài thập giá thì cũng không có Kitô giáo. Vì nhân đức Kitô giáo không chỉ là vấn đề làm việc từ thiện, mà còn là việc chịu đựng sự dữ, như lời của Thánh Augustino, và chịu đựng như chính Chúa Giêsu đã chịu. Chịu đựng sự dữ không phải chỉ có liên hệ đến việc nhẫn nại. Nó có nghĩa là theo gương Chúa Giêsu, mang lấy gánh nặng của chúng ta, vác nó vì Ngài và vì người khác. Chịu đựng sự dữ có nghĩa là chấp nhận thập giá, khẳng định với tất cả sự hiểu biết đầy niềm tin rằng chúng ta không có đi một mình. Chúa chịu nạn và phục sinh ở cạnh chúng ta. Vì thế với Phaolô, chúng ta có thể nói rằng chúng tôi bị dồn ép tư bề nhưng không bị đè bẹp, hoang mang nhưng không tuyệt vọng, bị ngược đãi nhưng không bị bỏ rơi, bị quật ngã nhưng không bị tiêu diệt. Và chúng ta đến với bài đọc một trích sách Tông đồ Công vụ thì chúng ta tìm thấy ở nơi này cái từ chìa khóa chính là sự cầu nguyện. Chúng ta nhớ lại trong bài đọc một, lúc bây giờ Ê-rô-đê sau khi đã giết Gia-cô-bê anh của Gioan, thấy người Do Thái hài lòng cho nên bắt luôn cả Phê-rô bỏ vào ngục. Mà Phê-rô lúc bây giờ là người đứng đầu của một cái giáo hội còn rất là non trẻ, cho nên khi Phê-rô bị bắt và bỏ tù thì phản ứng của giáo hội sơ khai đó là thế nào? Sách Tông đồ Công vụ đã nói rõ: thì hội thánh không ngừng dâng lên Thiên Chúa lời cầu nguyện khẩn thiết cho Ngài. Đời sống của một Kitô hữu như chúng ta trước hết phát xuất từ việc tuyên xưng Đức Giêsu Kitô là Thiên Chúa, là Chúa làm người đến trong thế gian để cứu độ chúng ta. Ngài đã chịu chết và Ngài đã sống lại. Cho nên chúng ta phải tuyên xưng. Và chúng ta tuyên xưng để cuộc đời chúng ta như Thánh Phaolô trở nên của lễ hy sinh và là một đời sống cầu nguyện. Cầu nguyện chính là nguồn nước cần thiết để nuôi dưỡng niềm hy vọng và để gia tăng cái lòng trung thành của chúng ta. Cầu nguyện để thấy rằng chúng ta được yêu thương và chúng ta biết yêu thương. Cầu nguyện giúp cho chúng ta tiến bước trong những thời khắc tối tăm và nó mang lại ánh sáng của Chúa. Trong giáo hội, chính lời cầu nguyện đã nuôi dưỡng chúng ta và giúp chúng ta vượt thắng mọi khó khăn. Một giáo hội cầu nguyện thì được Thiên Chúa canh phòng và chăm sóc. Khi chúng ta cầu nguyện, chúng ta tín thác cuộc đời của chúng ta cho Ngài.
và cho sự chăm sóc yêu thương của Ngài. Cầu nguyện là quyền năng và sức mạnh để nuôi sự hiệp nhất và nuôi dưỡng chúng ta khi chúng ta bị cô lập và tự mãn. Xin các thánh tông đồ giúp chúng ta có được một tâm hồn như các ngài, tuy có mệt mỏi nhưng luôn được bình an nhờ cầu nguyện, vì chính thần khí mang lại sự ủi an và sức mạnh khi chúng ta cầu nguyện.